Rồi. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm nghe đỉnh tay 16, 10 món. Và bây giờ tôi muốn khám phá bộ ghế này bằng chiếc bộ to này. Xin các bạn cùng xem. Cho mời mua khác. Rồi cho mời mua nữa. Cắt đá. Rồi cây ta cả búa. Rồi bỏ búa này. Không đưa cái búa kia. Thôi bé cái búa này bé không được. Đưa cái búa này. Đấy. Thử cho các bạn là xem được cái độ chắc và cái độ bền của chất liệu gỗ. Đây tất cả là tay này là tay tròn tay 16. Và nãy tôi đọc thử kể cả nghe đây đây. Tôi đọc thử cho các bạn xem đây. Đấy. Đấy. Đây. Thoải mái luôn, chắc chắn. Và sau đây là tất cả các chi tiết của bộ ghế. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Chào tất cả quý vị và các bác, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bác một bộ bàn ghế siêu VIP cột 16, 10 món và bắt đầu vào chi tiết. Bộ bàn ghế của chúng tôi hôm nay là gồm 10 món mẫu nghê đỉnh, gỗ gõ đỏ 100%. Vì sao tôi đã bảo nó là siêu VIP thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết để quý vị và các bạn cùng xem. Đây chúng tôi đã có người mẫu. Đấy. Ở từ xa quý vị đã thấy một cái độ khủng của cái bộ bàn ghế này nó như thế nào. Bộ ghế của tôi có kích thước gần 2m cái chiều cao. Đấy. Một người lớn cân nặng 75kg ngồi vào lò thỏ. Sơ qua về đồ gỗ Sơn Đông của chúng tôi là hiện tại chúng tôi đang có các chi nhánh như sau. Đây là cái bảng cửa hàng của đồ gỗ Sơn Đông và chúng tôi đang quay tại xưởng Đồng Nai. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp qua các số điện thoại cũng như chi nhánh của đồ gỗ Sơn Đông. Và vào đến chi tiết của bộ bàn ghế hôm nay của chúng tôi đó là có 4 ghế đơn. Một ghế băng lớn, băng dài. Một bàn lớn. Hai đôn ngồi và hai bàn kẹp hai bên. Để cho quý vị và các bạn tìm hiểu sâu hơn và nhìn chi tiết hơn về cái bộ bàn ghế của chúng tôi ngày hôm nay. Bộ bàn ghế được chúng tôi làm trong một thời gian cũng khá là lâu. Chạm trổ hoàn toàn những cái chương này là bằng tay. Chương chạm nghê đỉnh. Con nghê nó rất là có hồn. Được anh em thợ là đục chạm tứ diện. Đây quý vị thấy được cái dáng của nó. Rồi tôi sẽ quay luôn một vòng tròn luôn để quý vị nhìn được thấy cái dáng lân sư này. Đấy. Đây là cái mặt sau. Nhìn cái mặt sau của nó còn phê hơn mặt trước. Đấy. Như cái chương này là của chúng tôi đã được đục hoàn toàn bằng tay hết. Đấy là 4 chương ghế đơn. Vẫn chương giống nhau. Và theo đó là cái ghế băng dài, cái đoạn dài. Chương cũng được chúng tôi được hoàn toàn bằng tay. Cái nét chạm trổ bằng tay quý vị thấy là nó có đường nét, nó hoa văn, nó sắc sảo. Còn nghề với những đường gân của nó
cái phần dáng dấp rồi những cái thân hình của nó là nổi lên những cái đường gân cơ bắp. Con ghế chúng tôi được làm mất mấy tháng trời để lựa. Và như cái tựa lưng của chúng tôi này được chạm lân sư. Cái này thì được chúng tôi hoàn toàn chạm bằng máy CNC. Nên là những cái đường nét hoa văn của nó là rất là đều. Đây là cái tựa lưng của cái đoàn dài. Đây là phần chạm bằng máy CNC. Và tôi sẽ quay vào cái tay ghế để quý vị và các bạn thấy được cái độ nét và cái dáng của cái ghế, dáng của cái tay. Đấy. Bộ của chúng tôi này là tay 16 nha quý vị. Này là tay 16 này. Cái lân nguyên con, đường kính nó là 16. Đây. Đấy. Quý vị nhìn thấy được cái đường nét này là hàng thô nhá. Này là chúng tôi chưa có qua làm nguội nên là những cái keo vẫn nó còn nguyên. Quý vị nhìn thấy được cái dáng của nó oai phong bề thế. Gỗ còn toàn mộc tự nhiên hết. Quý vị thấy đây là cái chân 16 dáng chân quỳ. Rất là cong. Chân quỳ 16 luôn rồi. Ngang với chân sập nằm đây. Nhìn từ trước sau đây. Và tôi sẽ quay phần yếm dưới để quý vị và các bạn nhìn rõ hơn. Phần yếm này được đục chạm toàn bộ đấy. Toàn bộ đều được làm bằng dáng chân quỳ hết, từ chân bàn, chân ghế, chân đôi. Quý vị thấy đây là cái mặt sau của bàn ghế. Sẽ quay vòng tròn một vòng để quý vị thấy được cái độ khủng của cái bộ bàn ghế cột 16 nó to cỡ nào. Chiều cao của cái ghế băng dài cũng như cái đỉnh con nghê nó cao gần 2 mét. Cái yếm ở dưới này chúng tôi được chạm vào cái là lưỡng long trầu nguyệt. Hiện tại hàng mộc chúng tôi mới làm xong cái phần thô, chưa qua chà nhám nên là những cái đường nét của nó vẫn còn rất là nhiều cái vết keo, vết đục chạm nó còn chưa được gọt kỹ hơn. Nên là khi qua cái phần xử lý làm nguội thì nó sẽ bóng bẩy và sạch sẽ. Đấy, và tôi sẽ đi sâu hơn về từng chiếc ghế để quý vị có thể nhìn thấy cái phần gỗ của nó như đây. Cái phần khung của cái ghế này chúng tôi làm nó dày đến 10 phân. Rất là bề thế và hoành tráng, dày dặn, chắc chắn. Nghề rất là có hồn. Bao giờ cái hàng đục chạm tay đấy, quý vị cũng đã biết là cái hàng nào rất là hàng là có hồn, hàng kỹ.
khung và ăn mặt dày chắc chắn. Đấy, toàn bộ khung đều dày 10 phân hết. Mình nhìn thấy được cái độ bề thế của nó mà như thế nào đó. Và cái tiếp theo là đến cái bàn. Cái bàn này là mặt bàn của chúng tôi được chạm theo mẫu là tứ linh, long ly quy phục. Đây ạ, tôi quay sát rồi. Đây là long, lân, rồi quy và phục. Thấy đây những cái đường nét hoa văn chạm khắc rất là tinh xảo. Vì sao cái mẫu Mê Đỉnh này lại được yêu chuộng nhất thì quý vị cũng đã nhìn thấy, nhất là cái mẫu mã của nó thể hiện được cái sự sức mạnh quyền uy cho cái gia chủ, thể hiện được đẳng cấp của một người khi mình kê cái bộ bàn ghế này vào, thể hiện lên mọi điều. Hiện tại tôi sẽ đọc sơ qua một chút về đồ gỗ Sơn Đông. Hiện tại là cả Hà Nội và Sài Gòn cùng các tỉnh miền Tây Nam Bộ là chúng tôi đang có đến 10 chi nhánh. Theo qua đây những chi nhánh chính như hiện tại nơi tôi đang quay đó là đồ gỗ Sơn Đông và xưởng sản xuất ở Đồng Nai, là địa chỉ K2 xưởng 59 hẻm 44 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, showroom quận Tân Phú, nằm tại 195 phường Nguyễn Xu, đường Nguyễn Xu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, và showroom quận 7 còn tại 92 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Showroom An Lạc, Bình Tân nằm tại địa chỉ 783 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Và showroom tại quận 9 nằm tại địa chỉ 307 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9. Showroom Cần Thơ 1 nằm tại địa chỉ 99B đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Showroom thứ hai tại Cần Thơ đó là ở đây tôi đã inside một cái là nó nằm ở 295 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và một showroom tại Tiền Giang đó là 108 ấp Bắc, phường 10, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đó là những cái nơi mà cửa hàng mà chúng tôi đang trưng bày những mặt hàng sản phẩm có đầy đủ để quý vị và các bạn cùng tham khảo cũng như đặt hàng theo yêu cầu của quý vị. Vừa rồi là tôi đã gửi đến quý vị một bộ bàn ghế Nghê Đỉnh cột 16 gỗ gõ đỏ, được chạm khắc cầu kỳ. Và những chi tiết để quý vị có thể tham khảo và hiểu rõ hơn thì quý vị hãy liên hệ theo các số điện thoại ở các chi nhánh của đồ gỗ Sơn Đông và xưởng sản xuất để được xem hàng trực tiếp tại đồ gỗ Sơn Đông. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.